Hello cả nhà, đây là cái gọi là cái họp chợ, phiên chợ lưu động nha, chợ lưu động của xã Bình Chánh. Sáng là phải có xe này mà chiều cũng phải có xe này, không có xe này là hơi bị vất vả. Không có xe này là phải đi chợ đó. Cả nhà nhìn thấy gì không? Đây là một cái chiếc xe độc quyền có 102 của nước Việt Nam nha, lần đầu tiên Kim Thơ mới thấy. Sao cái cổ mà nó lại rời với cái mình mà nó chạy được hay vậy trời? Thường như là ở trước ta lái là ta lo cái sau lưng nó dễ. Còn này, lái phía trước. Lái trên xe luôn. Hay ghê. Dưới nó đẩy qua đẩy lại được. Nó leo lên lái thử hả? Dễ mà. Trời ơi, tự nè. Cái cổ rời dưới xe để có cộng dây điện. Không không này ơi, công nhận luôn á trời. Ai mua rau cải không? Cả nhà thấy Kim Thoa đi bán rau được không? Vừa bán cho nó bụng nó ăn tan cổ luôn. Hỏi chưa tôi rau cái có khách rồi. Rau dịu này mấy có ăn rau dịu, mua rau dịu luộc ăn ngon quá nè. Không mua rồi, mới mua rồi. Mấy mình thấy vậy nè. Công nhận luôn á. Bà lái siêu đỉnh luôn nha. Nhiễu rồi Kim Thoa ăn nhiễu nhão quá đây nè. Mô Phật đừng. Năm mà rau găm đó năm. Chú ăn sống mà giờ chín luôn rồi. Nấu chín luôn. Nấu ăn ngon lắm á. Bán đủ thứ luôn nha. Nào là cam, quýt, dưa vàng kim, bí đỏ, bí xanh, rồi cà rốt. Bí kim là bao? Tải bao nhiêu? Nó không có vàng giống hồi xưa ha. Như bây giờ dưa thái, dưa lê, cái đó không còn là dưa vàng kim, dưa lê. Thôi thích ăn chứ dưa vàng kim hồi xưa. Chắc nhìn mình không ra đâu, dễ dàng ở đó mình không chừng. Ủa vậy hả? Ừ. Ở đâu không nhớ đâu. Dễ gì nhớ. Không nhớ thiệt luôn á. Cái gì? Kim Hoa. Biết mẹ mà dễ gì chứ. Không, Kim Hoa không biết hả? Nó học trường nào ta? Trung trường nào? Đó nè. Trường học đó cấp 2 hả? Cấp 2. Học trung năm lớp 6. Vậy hả? Tự sao không nhớ chừng giờ nhắc còn chưa nhớ đó kỳ trời. chung bằng lớp đúng hả? Chung lớp, mình học chung lớp bồ mà. Con tên gì? Mà nó nghe mình lớn tuổi bồ, năm đó mình học kiểu mà lọc sập nó không cần đủ đâu. Con tên gì? Thì quên thiệt luôn á, được buồn. Nhưng nhắc lại là vui rồi. Không ơi, như bạn bè gặp lại mình lâu gặp đó là. Đúng rồi. Gặp lại là già rồi. Nay tình cờ gặp lại cố nhân. Cho bà đi khắp thế giới luôn rồi. Đây. Đó, cố nhân gì đó. Bắt tay ra đây. Rồi. Năm 86. 38 tuổi hả? Rồi lớn rồi bồ tới 4 tuổi nè. Thì đúng rồi. Có mình lớn mà nó chung học một tuổi. Học lọt trọt tuổi á. Lọt trọt không phải nhiều giờ nó tùng tuổi nhau. Mà chú dịch rồi. Nó học chung với hả? Đây là chú dịch. Hồi xưa học cũng có tùng tuổi. Nó lọt trọt tùm lum tà lá cho cái kia. Chứ nào là 10 tuổi học chung với nào mấy tuổi. Rồi người ta học trễ á. Trễ không phải giờ nó thảo lược.
này từ đó giờ chưa gặp luôn. Nhìn như gặp hết hồn cho kìa. Đi, đi bơi đi, đi bơi đi. Đi bơi ha. Bơi luôn hả? Bay xong luôn hả? Dạ không, đó, đó. Mai ngủ đi bơi giờ. Mẹ, ở đây. Trời ơi, lụm trái xài chỗ cây dừa nó con mới hái. Cây dừa nó ra cái trái xoài. Quá nhờ. Thôi đi vô, nóng quá à, nắng quá à. Mẹ bơi không? Chị bơi nắng kinh khủng luôn. Bơi gì? Bơi phải hồi nước lớn mới bơi được, nước chưa lớn lắm. Thank you.